Ninh Bình đã tạo ra được những cơ hội thực sự về phía khung thành của Đồng Nai. Và đáng chú ý nhất đó chính là pha dứt điểm của Danh Ngọc, một cú dứt điểm trúng vào cột dọc. Cú chia bóng! Một đều cho các thủ thủ Ninh Bình. Một tình huống có một may mắn của Danh Ngọc. Hai ghi bàn may mắn của Danh Ngọc. May mắn nhưng các thủ Ninh Bình đã có được hành một cách cực khó. Chúng ta hãy cùng xem lại pha chia bóng của Danh Ngọc. Một đều.